Hơn 600 doanh nghiệp ở Quảng Nam đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động ngay từ đầu năm 2024, khiến hàng chục nghìn công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, khó kiếm được việc làm khác. Công ty không có hòn á, thì nghỉ việc, thì mình phải nhận cái tiền thất nghiệp nó ra 12 tháng. Giờ mình cũng chưa có việc làm gì hết. Mà mình đang thất nghiệp thì ở nhà cũng làm vườn đồ đi đây, chứ còn cũng tiền chi tiêu hàng ngày thì cũng thiếu thốn, chưa có việc làm gì hết. Thành ra là đời sống mình cũng rất là khó khăn. Ngày nghỉ việc bây giờ thì đời sống cũng khó khăn hơn lúc mà mình đi làm rất nhiều. Không có việc ở nhà rồi lo cho con ăn học. Trong số các doanh nghiệp rút khỏi thị trường, chiếm đa số là doanh nghiệp du lịch, bất động sản và xây dựng. Ông Vĩnh, một cựu quản lý khu du lịch tại Quảng Nam cho biết, không chỉ ông thất nghiệp mà nhiều nhân viên du lịch đã phải chật vật kiếm sống sau khi doanh nghiệp giải thể. Một số ở đây thì vẫn đi làm một việc khác, thì một số người thì vì buôn bán, một số người ở đây thì đi đổi nghề vì làm shipper là một, buôn bán cà phê, rồi một người đi lao động. Thì cuộc sống của anh em bây giờ thì cũng không ổn định như những cái công việc của mình trước kia. Nhiều công nhân cho biết cuộc sống của họ bây giờ đúng nghĩa tắt lưng buộc bụng. Họ không hỗ trợ chứ trơn, với họ hỗ trợ được một năm có bảo hiểm y tế cho mình cứ thôi, chứ còn cũng không có tiền cho hết trơn á. Lúc mà có đi làm có tiền á thì mình cho con mình ăn uống đầy đủ hơn một chút, là khoảng một ngày con hơi qua trăm. Bây giờ mình ở nhà biết cái mức chi tiêu trong nhà thì chữ cũng hạn hẹp lại rồi, không đi làm thì chắc không biết là ăn uống rò rang nữa, mong muốn cũng được đi làm. Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam thừa nhận với truyền thông hôm 11 tháng 3 rằng doanh nghiệp chưa bao giờ khó khăn như hiện nay, nếu không được tỉnh tháo gỡ kịp thời sẽ lâm vào cảnh bế tắc, phá sản.